비추고 mang cơ thể khiếm khuyết, chỉ có nửa người từ eo trở lên, chàng trai người Mỹ Kenny Eastaday đã tạo nên những kỳ tích đáng ngưỡng mộ và trở thành người anh hùng trong lòng mọi người. Kenny Eastaday khi sinh ra đã mắc chứng bệnh hiếm thấy gọi là sarcoglycinosis, căn bệnh ngăn chặn xương cột sống phát triển bình thường. Khi mới 6 tháng tuổi, anh đã phải cắt bỏ đôi chân và dùng phần xương ống chân để tạo thành xương sống dạng không hoàn chỉnh. Từ khi còn nhỏ, Kenny được đề nghị lắp chân giả, nhưng anh khước từ và chỉ di chuyển bằng đôi tay trên ván trượt. Chàng trai sống ở West Virginia tâm sự: "Cha tôi muốn dạy tôi cách đi trên đôi bàn tay của mình." Năm 1988, Kenny xuất hiện trong bộ phim tài liệu cảm động có tên The Kid Brother. Bộ phim ghi lại những cảnh chàng trai phải vật lộn như thế nào để làm quen với cuộc sống của một người tật nguyền ở những năm tháng đầu đời. Chính cha đẻ của Kenny là người đã dạy anh cách tập đi mà không cần chân giả. Phát biểu trong bộ phim tài liệu nói về cuộc sống của con trai, ông nói: "Tôi chỉ nói với nó là hãy đi theo sau mẹ nó, bởi vì bà ấy có dáng đi như vịt, vì thế hãy đi giống như bà ấy." Trong một cảnh quay, Kenny đã đẩy bỏ chiếc chân giả của mình và nói: "Nếu tôi coi mình là tật nguyền, thì tôi đã mang những chiếc chân giả đó." Đến năm 2010, câu chuyện kỳ diệu của Kenny tiếp tục được lên sóng trong bộ phim tài liệu với tên gọi The Man With Half a Body, người đàn ông với một nửa thân thể trên một kênh truyền hình của Mỹ. Dù cơ thể khiếm khuyết, Kenny vẫn được nhiều cô gái đem lòng yêu. Năm 19 tuổi, Kenny kết hôn với một phụ nữ bình thường tên là Sarah. Khi đó, Sarah khẳng định rằng vị hôn phu bán thân của cô rất cuốn hút dù anh không có các bộ phận từ lá lách trở xuống. Nhưng được 2 năm thì họ đã ly dị nhau. Sau đó Kenny lại đính hôn với Nikki, một phụ nữ 33 tuổi đã có 2 con. Kenny luôn ao ước một ngày nào đó được trở thành cha. Không vì cơ thể khiếm khuyết chỉ có nửa thân mà cuộc sống của Kenny trở nên tẻ nhạt, mà ngược lại vô cùng đa dạng. Hằng ngày anh vẫn tập luyện thể thao, chơi bida, bowling, bơi lội bằng chính đôi tay của mình. Tinh thần mạnh mẽ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao chính là lý do khiến anh hùng nửa người có được sức khỏe phi thường đến vậy. Cuộc đời của Kenny là một tấm gương sáng cho nhiều người, đặc biệt là những người khuyết tật không ngừng vươn lên vượt qua số phận. Hầu hết những ai mắc căn bệnh như Kenny đều chết khi còn trẻ. Bác sĩ điều trị tiên đoán anh chỉ sống đến năm 21 tuổi, nhưng Kenny vươn lên và sống khỏe mạnh đến tận 43 tuổi. Kenny Eastaday mới mất vào hồi tháng 2 năm nay. Người đàn ông mạnh mẽ kiên cường không chịu khuất phục trước cơ thể tàn tật của mình để trở thành một anh hùng thật sự trong lòng mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.